Thưa quý vị, và đến với chương trình âm nhạc tỏa sáng với chủ đề nhạc sĩ hát ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng trò chuyện với nhạc sĩ Trịnh Bảo Bàng. Vâng ạ, xin chào nhạc sĩ ạ. Xin chào bạn Linh, xin chào quý khán giả đang xem chương trình nha. Nhạc sĩ có thể chia sẻ về cảm xúc ngày hôm nay khi được tham dự chương trình nhạc sĩ hát được không ạ? Điều đầu tiên thì Bảo Bàng xin cảm ơn Hội Âm Nhạc đã tạo ra một sân chơi dành cho nhạc sĩ hát chương trình âm nhạc tỏa sáng. Và mong rằng là chương trình này sẽ được mọi người ủng hộ và phát triển nhiều hơn. Và hôm nay thì nhạc sĩ sẽ gửi đến chương trình ca khúc 54 dân tộc anh em. Nhạc sĩ có thể chia sẻ đôi điều về nội dung cũng như là ý nghĩa của ca khúc này được không ạ? Sắp tới là ngày 19 tháng 4 là ngày Hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Và ca khúc này là cũng xin gửi cho tất cả quý vị cho cái ngày hôm đó. Với cái ý nghĩa là mong Việt Nam chúng ta có 54 dân tộc và chúng ta phải đoàn kết cùng nhau mà giao lưu văn hóa, văn nghệ, kinh tế để mà cùng nhau mà phát triển cho đất nước Việt Nam chúng ta phồn vinh hơn nữa. Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với ca khúc 54 dân tộc anh em, sáng tác và biểu diễn nhạc sĩ Trịnh Bảo Bàng. Thời gian in bao nhiêu dấu chân, nhưng người anh em, người con Việt Nam. Từ bao lịch sử hào hùng, cùng chiến đấu cho độc lập. Tự do, tình yêu, quê hương thiết tha, cùng dựng xây cho đất nước. Giàu đẹp, vai kề vai, tay trong tay, 54 dân tộc anh em. Vai kề vai, tay trong tay, 54 dân tộc anh em. Từ Bắc vô Nam, từ miền Tây ra miền Trung, từ rừng hoàng biển sâu ta nối vòng tay bảo vệ tổ quốc. Cùng tiếng lên nào sùng sáng lao con đường gai, người Việt Nam khát khao đất nước hòa bình trên bầu trời xanh. Hỡi 54 dân tộc anh em. Sông quê đồng lúa cò bay, ngàn sao phù cháy niềm tin cùng hướng tới cho hòa bình. Quê hương Việt Nam bao năm đấu tranh, nhiều nước mắt bao máu xương, khổ đau vai kề vai, tay trong tay, 54 dân tộc anh em. Vai kề vai, tay trong tay, 54 dân tộc anh em. Từ Bắc vô Nam, từ miền Tây ra miền Trung, từ rừng hoàng biển sâu ta nối vòng tay bảo vệ tổ quốc. Cùng tiếng lên nào dù sáng lao con đường gai, người Việt Nam khát khao đất nước hòa bình trên bầu trời xa. Hỡi 54 dân tộc anh em. Từ Bắc vô Nam, từ miền Tây ra miền Trung, từ rừng hoàng biển sâu ta nối vòng tay bảo vệ tổ quốc. Cùng tiếng lên nào
sáng lao con đường gai, người Việt Nam khát khao đất nước hòa bình trên bầu trời xanh. Hơi 54 dân tộc anh em, hơi 54 dân tộc anh em.